Tôi cầu cho thế nhân, cầu những gì? Cầu hóa giải xung đột, cầu xã hội an định, cầu thế giới hòa bình, cầu cho trái đất của chúng ta cư trú lành mạnh, không nên xảy ra xung đột. Có ứng hay không? Có ứng. Vấn đề là con người cư trú trên trái đất chúng ta, nếu như giống như ông Baladen người Mỹ đã nói, những người cư trú trên trái đất này từ nay về sau bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, liền ứng được. Chư Phật Bồ Tát thánh triết xưa nay đều là nói như vậy. Ngay nhà khoa học người Mỹ cũng là nói như vậy. Quay đầu là bờ, không cần nương tựa ai, bắt đầu từ mình, bắt đầu từ nhà mình, bắt đầu từ tiểu đoàn thể của mình là được rồi. Dùng tâm chân thành cung kính để làm. Phải thật sự học tập. Bốn đức trong Hòa Nguyên Quang: tùy duyên diệu dụng, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chú ý hai chữ công đức. Công đức là gì? Không chấp tướng là công đức, chấp tướng là phước đức. Không chấp tướng, tùy duyên diệu dụng là tùy duyên không chấp tướng. Giống như trong kinh Kim Cang nói, không chấp bốn tướng, không chấp bốn kiến, tùy duyên, vô ngã, vô tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Tùy duyên như vậy là đúng rồi. Đem giáo huấn của cổ kim hiền trí thực tiễn vào trong cuộc sống hàng ngày, oai nghi hữu tắc. Tắc là nguyên tắc, là tiêu chuẩn. Chúng ta làm được tiêu chuẩn rồi, dùng truyền thống xưa để nói thì tiêu chuẩn này chính là ngũ luân, ngũ thượng, tứ duy bát đức. Trong cuộc sống hàng ngày phải làm cho được. Chưa làm cho người khác cảm động là chúng ta làm được nhưng chưa đủ. Chúng ta làm đúng cách rồi, người bình thường sẽ có cảm động.
người thiện căn sâu dày sẽ cảm động trước. Thiện căn tương đối nhẹ hơn một tí, họ sẽ cảm động sau. Chúng ta không thể coi thường chim thú, không thể coi thường cỏ cây hoa lá. Vì sao vậy? Có đôi lúc chúng nó cảm giác còn nhạy bén hơn con người. Con người chưa cảm động, chúng đã cảm động rồi. Đây là thật không phải giả. Nó cảm động rồi, chúng ta liền biết trời đất quỷ thần có cảm động.